Em chào tất cả các bác ạ, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Hôm nay thì em có về thêm củ khúc khắc, củ này hay còn gọi là thổ phục linh. Cái này thì các bác dùng để ngâm rượu hoặc là đun nước uống các bạn. Nó sẽ có tác dụng là tăng cường sức khỏe này. Đấy, củ này nó khá là nặng các bạn, 1 cân được rất là ít thôi. Em đang bán là 40.000 một cân. Đấy, cái này thì em sẽ vừa lấy về như thế này thì em sẽ mang đi lên chỗ rửa xe máy, em rửa sạch thì về các bác sẽ đỡ hơn. Các bác về thái ra thì mình phải rửa qua lại đấy ạ, tại vì có nhiều ngóc ngách ấy, nhiều kẽ thì nó vẫn chưa sạch đâu. Đây là miến rong Bắc Cạn ạ. Miến rong Bắc Cạn thì lúc nào em cũng có. Cái này thì em đang bán là 90.000 một cân. Cái này thì về độ ngon cũng như là chất lượng thì em đảm bảo với các bác luôn. Cái này tại đây là dạng sợi nhỏ nhỏ các bạn, nó cũng không phải là nhỏ hẳn như cái không phải là nhỏ hẳn đâu các bạn, nó cũng nhỏ nhỏ. Cái này ăn rất là ngon luôn. Cái này thì làm từ 100% bột rong nguyên chất cho nên là nấu sẽ không bị bở nát các bạn, và không có chất tẩy trắng này, các bác nhìn này. Đó, em nghĩ là các bác mà yêu thích món này thì nên thử miến Bắc Cạn một lần. Còn đây là loại sợi to thì cũng là 90.000 một cân. Cái này thì em mở ra để em thử thôi, để giới thiệu với các bác thôi. Còn loại sợi to này thì theo bản thân em thì em lại thích cái sợi nhỏ hơn các bạn. Cái sợi nhỏ ăn nó cuốn hơn. Còn sợi to thì nấu cũng khá là lâu. Cái này thì trước khi nấu thì các bác ngâm với nước ấm tầm khoảng 15 phút thế này thì nấu sẽ nhanh hơn. Cái này thì nó sẽ như kiểu là sần sật ấy, nó không mềm mại như cái sợi bé kia. Sợi bé kia thì em thấy ăn nó ngon hơn các bạn. Cái này thì nếu mà các bác thích sợi to thì các bác có thể lấy sợi to. Mật ong khoái thì em còn có 3 cân thôi các bạn. Em đang bán là 300.000 một cân, còn có 3 cân thôi. Đây mật ong khoái này. Một cân thì cũng chưa được 1 lít đâu các bạn. Một cân chưa được 1 lít đâu ạ. Cái này là măng nửa tép. Măng nửa tép thì em vẫn bán là 130.000 năm lạng các bạn. Cái măng này thì măng này ăn thì cũng khá là ngon. Về các bác cứ ngâm nước nóng rồi nó mềm thì mình xé ra mình có thể nấu với miến này, nấu với canh xương cũng khá là ngon. Ở ngoài ra thì những cái giống ngô này, giống ngô nếp ngày xưa này, rồi giống ngô giống bí thì nhà em vẫn có các bác nhé. Bà em thì lúc nào cũng thích những cái giống từ cổ xưa thôi, ví dụ như là đỗ đen này, đỗ đen xanh lòng nha các bác nhé. Đỗ đen xanh lòng thì cũng có hai loại, như các bác mà muốn lấy cái loại từ ngày xưa ấy thì phải hạt nó bé cơ. Hạt nó bé bé nhá, nếu mà xanh lòng mà hạt to thì là không phải giống của mình đâu, không phải giống của ngày xưa của mình đâu. Còn phải cái hạt to thì nó ấy các bạn, hạt to thì nó là không phải của mình ngày xưa. Nói chung là các bác mà trồng những cái giống mà từ ngày xưa thì các bác yên tâm là không lo bị biến đổi gen hay cái gì đấy. Nó rất là nó tốt cho sức khỏe ấy. Thì bà em thì rất thích những cái giống này, ví dụ như là em hiện tại thì có mướp giống mướp đắng rừng này, rồi giống ngô nếp này, rồi bí này. Bí quả to vật đấy các bạn, quả 5 6 7 8 9 cân đấy. Để giống to từ ngày xưa, giống này thì không bở lắm nhưng mà ăn rất là ngọt, các bác có thể dùng nấu cháo ăn rất là ngon. Ngoài ra thì còn có lạc đỏ nhá, lạc đỏ ở chỗ em thì ăn khác biệt luôn. Các bác nào mà cần thì các bác liên hệ em. Còn về chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Chậu bí to đây, cái này các bác có thể dùng để sang chậu, ghép chậu rất là tốt này. Chậu này, chậu nan nhựa HD rất là to luôn. Cái này thì em đang bán là 27.000 một cái. Đấy, thanh rất là to, rất là bền luôn ạ. Chậu này chắc chắn lắm các bạn. Chậu bí thì ngoài ra có chậu bí bé hơn là chậu bí 30 là 16.000. Đấy, mẫu chậu to nhà em thì chỉ có nan thẳng 35 ạ, nan thẳng 35 17.000 này. Nan thẳng thì sợi nó cái thanh nhựa nó sẽ bé hơn so với chậu sen và chậu bí. Sen thì chỉ có sen 30 thôi. Sen 30 thì em đang bán là 21.000 một cái sen 30 này. Đấy, đó là những cái mẫu chậu to to ấy mà các bác có thể dùng để sang chậu hoặc là ghép chậu những cái chậu bé với nhau. Mùa này các bác trồng địa thì em có chậu mùa này trồng địa em có mẫu chậu E. Có E280 này, E280 thì 7.000, E300 là 9.000, còn E330 là 12.000. E330 thì đường kính miệng nó là 27 và chiều cao của nó là 25, còn E300 thì đường kính miệng là 25 và chiều cao là 22. Còn E280 thì đường kính miệng là 22 và chiều cao là 20.
Đất Nhật thì một bao là 250.000. Đây là loại rẻ các bạn, Akadama loại rẻ này, bao đen loại rẻ. Loại đắt thì hơn 300 cơ, nhưng mà nhà em chỉ có loại rẻ thôi. Còn chậu thì có mẫu chậu đen thì nhà em có từ có phi 16 3.000 ạ, phi 18 3.500, phi 21 4.000, phi 25 10.000 và phi 28 là 13.000. Mẫu chậu đen thì mẫu chậu đen thì những cái nhỏ nhỏ các bác có thể dùng để ươm ki hoặc trồng những cái cây con nhỏ ấy các bạn. Phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ tất cả các loại mẫu các bác nhé. Các bác mà cần những cái loại nào thì các bác có thể là nhắn tin hoặc là nhắn Zalo, gọi Zalo cũng được, thì em sẽ lên đơn cụ thể hơn, báo giá cho các bác. Đây tất cả những cái loại này. Ví dụ canxi bo là 28.000. Một này các bác dùng để dưỡng cây kích hoa thì có thể dùng 6-30-30 hoặc là 20 đều này. Cái này 27.000 một lọ, 100g. Zinan cho cây ra hoa 25.000 lọ 150g, cho cây trưởng thành 25.000 150g. Kích hoa của đầu trâu là 25.000 ạ, 100g. Ngoài ra có kích hoa thái. Kích hoa thái thì lọ này là 35.000 này, 250ml này. Super Kali 25.000 ạ, 100g. Siêu lân xanh, siêu lân đỏ ạ, cái này 25.000 một lọ. Siêu lân xanh thì em còn có cả gói nữa. Gói thì là 4.000 một gói 15g. Cam bi Nhật là 20.000 ạ. Chicho Derma gói 1 cân là 40.000 ạ bạn. Zinan cho cây trưởng thành, cây ra hoa em còn có lọ to nữa. Lọ to này là 170.000. Cái này là... Ôi chết rồi. B1 thì có lọ 1 lít là 140 này, lọ 500ml là 85.000, còn lọ 100ml là 25.000. Super Rose B1 thì đang có giá là 30.000 ạ. Chế phẩm Hùng Nguyễn 25.000. Bio Rose 70.000. Ngọc Linh 95.000 lọ 250ml. Atonic lọ 100ml 85.000. Anvin dỉ sắt đốm lá 40.000 ạ. Movento chị dẹp 110.000. Fisan ạ, Fisan lạnh, Fisan sát khuẩn cái này 55.000. N3M 110.000 lọ 500g và lọ 25.000 là 100g. Bộ tứ phân và cá gúc bao gồm có Sisal, Power Fit, Oral Home và Acerot. Cái này thì em đang bán là 25.000 một lọ. Diệt nấm mốc, rong rêu, vi khuẩn thì cái này là 25.000 này. Cái này thì đối với hoa lan các bác có thể dùng để xử lý da thể, hoặc là các bác dùng để cái diệt những cái rong rêu nó bám ở trên lá cây ấy. Kẹp thì nhỏ em có hai loại, đó là kẹp này 500 đồng một cái. Các bác lấy từ 100 cái 45.000, kẹp này là 650 đồng một cái. Các bác lấy từ 100 cái là 60.000. Đấy, các bác mà cần những loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những loại nào thì các bác cứ liên hệ em. Phân trì chỉ số là 14, 13, 13. Cái này là 120.000 một cân. Ở bên em thì bao ship đơn hàng từ 200.000 các bạn. Em vẫn bao ship đơn hàng từ 200.000.